Những ngày gần đây, khi cơ quan chức năng tiến hành khởi tố, bắt tạm giam một số trường hợp để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331 Bộ luật Hình sự thì mạng xã hội xuất hiện dường như nhiều hơn những tin bài xuyên tạc và bóp méo nội dung cũng như bản chất của điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Điều 331 Bộ luật Hình sự phù hợp với quy định của pháp luật quốc tế và yêu cầu thực tiễn. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định rõ quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác. Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước và xã hội. Nhưng việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Bởi quyền con người, quyền công dân cũng có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, tại phần 2 điều 14. Có thể thấy, điều 331 Bộ luật Hình sự 2015 đã quy định rõ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Vì thế, theo đúng bản chất của điều 331 thì bất cứ cá nhân nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác để có các hành vi xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Bất cứ cá nhân, tổ chức nào cũng không được đi quá giới hạn của quyền đã được luật định. Có một sự thật cần phải nhấn mạnh là, dù rằng các quyền tự do, dân chủ nêu trên đã được hiến pháp quy định, song mọi công dân nên sử dụng các quyền này để bảo vệ lợi ích của mình, chứ không phải là lợi dụng các quyền đó để xâm phạm đến lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân khác như trả lời phỏng vấn, viết trên FB cá nhân xuyên tạc, đả kích các cơ quan nhà nước, tung tin không có thật, không đúng sự thật để gây hoang mang trong nhân dân, khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật nhằm mục đích gây mất uy tín cho người dân hay cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Điều căn cốt cần phải khẳng định là trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì các quyền tự do, dân chủ của công dân ngày càng được đề cao, coi trọng, đảm bảo bằng hiến pháp và pháp luật. Để thực thi một xã hội công bằng, bình đẳng, văn minh, các cơ quan chức năng không chỉ cần phải đảm bảo các quyền tự do, dân chủ cho công dân, mà còn cần phải có những chế tài xử lý nghiêm khắc những hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.